Xin chào mọi người, nội dung tập 77 đã bị chặn. Một số bạn chưa kịp theo dõi diễn biến nên mình sẽ tóm gọn nhanh tập trước. Tiêu Viêm đã luyện chế thành công đan dược lục phẩm phá tông đan, sau đó đi tới đấu giá hội bên trong Hắc Hoàng Thành. Đấu giá được một bộ hài cốt ma thú cấp 7, sau đó dùng viên phá tông đan mới luyện chế, thành công trao đổi được bồ đề hóa thể tiền. Nhưng trước khi cầm đồ vào trong tay thì đã bị Ưng Sơn lão nhân cướp đi mất. Bảo vật bị cướp trước mặt bao nhiêu người lại không có ai ngăn cản được. Mạc Thiên Hành vô cùng tức giận, mặt mũi của Hắc Hoàng Tông coi như mất hết rồi. Đứa con lão tiến lên hỏi thăm ý kiến phụ thần. Mấy thế lực lớn đều đã đuổi theo Ưng Sơn lão nhân rồi, bọn họ có cần đuổi theo hay không? Tông chủ thẳng thắn cho biết, đồ của Hắc Hoàng Tông cũng không dễ lấy như vậy. Lão ra lệnh cho người trong tông môn truy đuổi. Phía bên ngoài, vô số cường giả đuổi theo truy sát Ưng Sơn lão nhân. Trên người lão chính là bảo vật, nếu có thể giết được lão ta thì sẽ lấy được bồ đề hóa thể tiền. Có ai mà không động tâm cơ chứ? Đáng tiếc rằng, Ưng Sơn lão nhân là cường giả đấu tông, đám người truy sát chẳng khác nào đang tự tìm đường chết cả. Bọn họ còn chưa kịp làm gì thì đã bị tiễn xuống đất mẹ đoàn tụ cùng ông bà. Tiêu Viêm nhanh chóng khóa được mục tiêu, sau khi chứng kiến màn giết chóc vừa rồi, hắn cũng giật mình kinh ngạc vì thực lực của lão ta mạnh tới như vậy. Chỉ cần dùng một chiêu đã loại bỏ được 12 vị cường giả bao vây. Tiêu Y Tiên giải thích, với thực lực đấu tông đó, muốn chạy trốn thì không có mấy ai ngăn cản được, sao lại chấp nhận bị bao vây? Tự nhiên thì vô cùng ngứa tay ngứa chân. Tiêu Viêm chưa vội động thủ, hắn muốn bám theo để xem lão ta có hành động gì tiếp theo. Đám người Hàn Phong cũng nhanh chóng đuổi tới. Hàn Phong vẫn mặt lạnh như băng dù đã để cho Ưng Sơn lão nhân chạy thoát. Cảm ứng của hắn ta vô cùng mạnh mẽ, dễ dàng phát hiện ra Tiêu Viêm đang ẩn núp xung quanh. Bị bại lộ, hắn cũng bước ra ngoài. Thấy người tới là nam chính, tên trưởng lão ma Viêm Cốc là Phương Ngôn cũng khách khí chào hỏi. Phương Ngôn tỏ ra rất đáng tiếc vì bồ đề hóa thể tiên bị lấy đi. Nhưng thực lực của lão tặc đó rất mạnh, lão e rằng cho dù có Tiêu Y Tiên trợ trận thì cũng khó mà đoạt lại bảo vật, cho nên đề nghị được giúp đỡ. Hành động này chính là đang muốn kết giao bằng hữu. Chỉ tiếc là Phương Ngôn lại không biết rằng hắn và Ma Viêm Cốc bọn họ có thù oán. Tiêu Viêm thẳng thắn từ chối rồi rời đi, Hàn Phong vẫn không để tâm lắm. Chuyện kế tiếp là cướp đoạt được bồ đề hóa thể tiên rồi tính sau. Sau khi phi hành được một đoạn, Tiêu Viêm lại bắt gặp một đám tu sĩ bị giết chết. Biết là có đi không có về, vậy mà đám tu sĩ này vẫn cứ đâm đầu vào chỗ chết. Xem ra là bảo vật quá hấp dẫn, đủ để cho bọn họ liều mạng sống của mình. Nhận thấy thực lực lão già này quá mạnh, Tiêu Viêm muốn đi tìm sự giúp đỡ đến từ Tổ Thiên Đại Trưởng Lão. Có bọn họ tương trợ thì chiến đấu sẽ dễ dàng hơn. Tổ Thiên và Tiêu Lệ cũng truy tìm dấu vết của Ưng Sơn lão nhân. Đột nhiên Tổ Thiên cảm thấy có kẻ nào đó đang tiến lại gần nên tỏ vẻ cảnh giác, còn lên tiếng trò chuyện với người lạ. Nếu có gì không thích hợp ở phòng đấu giá thì bỏ qua. Ông vẫn tưởng rằng hành vi của Tiêu Lệ ở đấu giá hội đã chọc giận đến luyện dược sư thần bí. Cứ tưởng là bọn họ tìm tới tính sổ, ai ngờ sau khi Tiêu Viêm lộ mặt thì mới bất ngờ, mọi chuyện được hóa giải. Hai bên trò chuyện một hồi, làm quen với Tiêu Y Tiên. Tự nhiên không muốn gặp mặt vị đại trưởng lão này nên một mực muốn tránh né. Ông rất bất ngờ sau khi nhìn thấy thực lực cô bé cũng đã đạt tới đấu hoàng. Cô bé lên tiếng trách mắng ông. Vốn dĩ sau khi đạt tới đấu hoàng thì đã lột xác thành bộ dạng thiếu nữ trưởng thành. Nhưng vì được ông cho ăn quá nhiều hóa hình thảo nên bộ dạng đã không thể thay đổi. Tuy nhiên nếu không phải ông cho ăn hóa hình thảo thì cô bé bây giờ vẫn còn chưa hóa hình được đâu. Tiêu Viêm lập tức nói vào vấn đề chính, đó là nhờ đại trưởng lão đoạt lại bồ đề hóa thể tiền. Nhất định phải đoạt lại được, nó chính là nguyên liệu để luyện chế thuốc xài cho ách nan độc thể. Theo Tô Thiên biết thì đấu khí đại lục đã từng xuất hiện ách nan độc thể, nhưng bọn họ đều không thoát khỏi vận mệnh độc phát mà chết. Không ai có thể khống chế hoàn toàn. Dù sao thì thực lực càng mạnh thì càng khó khống chế, Tiêu Viêm vẫn cảm thấy nắm chắc. Chỉ cần gom đủ vật liệu thì mình có lòng tin làm được. Tô Thiên nghe vậy, liền đồng ý trợ giúp. Trong lúc này, Ưng Sơn lão nhân vẫn bộ dạng thong dong đi đường, dường như là đang cố tình đi chậm lại, còn cho rằng càng nhiều người tới càng tốt. Hàn Phong nhanh chóng đuổi tới, tính cách Hàn Phong vô cùng cẩn thận, hắn nhận ra điều bất thường nên cứ bình tĩnh quan sát. Ưng Sơn lão nhân đột nhiên bỏ chạy, Hàn Phong vẫn không có ý định đuổi theo. Trùng hợp là phương hướng Ưng Sơn lão nhân chạy lại hướng về Tiêu Viêm. Thế là Tiêu Viêm lập tức lao tới tấn công, Tiêu Y Tiên và Từ Nghiền cũng lao ra hỗ trợ. Ba người vây công một người nên Ưng Sơn lão nhân rất nhanh đã bị rơi xuống hạ phòng. Tiêu Y Tiên nhận ra khí tức kẻ này không tinh khiết như cường giả đấu tông. Tô Thiên cũng xuất hiện, sự có mặt của hai cường giả đấu tông là đội hình quá lớn. Lão ta lập tức quay xe bỏ chạy, đám người Tiêu Viêm nhanh chóng đuổi theo. Hai bên tiến hành một màn mèo đuổi chuột khắp khu rừng. Lão ta sử dụng tuyệt chiêu phân thân ra thành bốn đạo thân ảnh, chạy về nhiều hướng khác nhau. Bốn người Tiêu Viêm chia nhau ra truy đuổi. Thực lực của phân thân bị suy giảm quá nhiều, bọn họ nhanh chóng bị những người khác đánh bại.
Tiêu Viêm truy đuổi đúng bản thể, lão triệu hoán ra đấu khí màu đen kỳ lạ bao vây. Tiêu Viêm hóa giải toàn bộ, rồi cầm huyền trọng xích xông lên, lão ta lại điên cuồng công kích. Hai bên cứ như vậy giằng co nhau kịch liệt, lúc đầu còn làm khó được nam chính, nhưng càng về sau càng thấy lép vế. Tiêu Viêm tung ra đấu kỹ diễm phân phệ lãng xích đánh cho lão sấp mặt. Kết quả này khiến hắn cũng bất ngờ, thực lực ưng sơn lão nhân yếu hơn cảnh giới thực sự quá nhiều. Sau khi kiểm tra cả bốn thi thể thì phát hiện trên người lão già này không có bồ đề hóa thể tiền. Hóa ra cả bốn thân ảnh này đều là phân thần, bản thể thực sự đang bị che giấu, đúng là quá gian xảo. Tiêu Viêm bạo phát tinh thần lực ra xung quanh dò xét, phát hiện lão già này vẫn chưa đi được quá xa. Hắn dặn dò Tô Thiên ở lại canh chừng bốn thi thể, nếu có gì bất chắc thì sẽ thông báo cho ông tới hỗ trợ. Hắn để ông ở lại vì chưa biết bản thể và phân thân của ưng sơn lão nhân có liên lạc gì, cho nên đề phòng vẫn tốt hơn. Phân phó xong liền cùng nhau rời đi. Tại bên cạnh một cái thác nước, ưng sơn lão nhân đang ngồi thiền ở đó. Lão biết các phân thân của mình đều đã bị tiêu diệt, lại thêm hai cường giả đấu tông đi cùng nhau. Lão cảm thấy không nên ở lại lâu, nhưng còn chưa kịp rời đi thì đã bị đám người Hắc Hoàng Tông bảo vệ. Dẫn đầu là Mạc Thiên Hành, bên cạnh là rất nhiều cường giả đấu vương và đấu hoàng. Ưng sơn lão nhân bất ngờ vì đám người này có thể tìm chính xác được tới đây. Sau khi suy nghĩ cẩn thận thì lão mới giật mình, hóa ra là Mạc Thiên Hành đã để lại ấn ký trên bồ đề hóa thể tiền. Mạc Thiên Hành cũng thừa nhận, có lẽ đây không phải lần đầu tiên bọn họ làm như vậy. Nếu là người khác lấy được bồ đề hóa thể tiền, rất có thể sau khi ra ngoài sẽ bị bọn họ chặn đường cướp lại bảo vật. Phần thân của ưng sơn lão nhân đã bị tiêu diệt, bản thể chắc chắn cũng bị suy yếu. Mạc Thiên Hành cho lão một cơ hội sao ra bồ đề hóa thể tiền, sẽ cho lão được chết toàn thây. Ưng sơn lão nhân bạo phát sức mạnh uy hiếp, dù bản thân không ở trạng thái đỉnh phong thì ông ta muốn đoạt lại bảo vật cũng không dễ dàng như vậy. Vừa dứt lời, liền bạo phát sức mạnh rồi yêu cầu Tiêu Viêm ra mặt. Hóa ra Tiêu Viêm đã ở xung quanh và nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện. Hắn biết được ý đồ của Mạc Thiên Hành. Ông ta đề nghị liên thủ với hắn tiêu diệt ưng sơn lão nhân. Như vậy, bồ đề hóa thể tiền sẽ thuộc về hắn. Ông chỉ cần phá tông đàn. Ưng sơn lão nhân thấy mình thất thế liền lên tiếng cảnh cáo Tiêu Viêm về Mạc Thiên Hành. Lão già đó đã động tay động chân với bồ đề hóa thể tiền rồi. Hắn thực sự cho rằng ông ta sẽ chấp tay nhường cho người khác hay sao? Sự thật này làm cho Mạc Thiên Hành tức giận. Ông lên tiếng đảm bảo rằng mình sẽ giữ đúng lời hứa. Hắn cảm thấy hai lão già này đều không đáng tin, nhưng còn đang bận suy nghĩ thì đám người Hàn Phong đã xuất hiện. Bọn họ muốn liên thủ với Hắc Hoàng Tông. Nếu như vậy thì Tiêu Viêm sẽ càng thêm phiền phức. Hóa ra là bọn họ đã biết được lai lịch thực sự của Tiêu Viêm nên thẳng thắn nói toạc ra sự thật. Hàn Phong đột nhiên lên tiếng, gã không còn giấu giếm thân phận nữa. Thực lực Hàn Phong này đã khác xưa, chỉ bạo phát sức mạnh đã khiến đám cường giả Hắc Hoàng Tông ngộp thở. Lá bài đã ngửa, kẻ thù cũ gặp lại nhau chắc chắn sẽ mở ra một trận đại chiến kinh thiên động địa. Và diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào, các bạn hãy đón xem nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào!